Vì sao bếp nhà bạn không thể thiếu mè đen? Mè đen hay vừng đen là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình. Hãy xem lý do bạn không thể không có loại gia vị này là gì nhé. Thần dược mè đen chữa nhiều bệnh. Mè đen hay vừng đen có nhiều dược tính hơn vừng trắng nên được dùng làm thuốc chữa bệnh. Từ lâu đời vừng đen còn gọi là hắc chi ma đã được coi là món ăn bổ và vị thuốc quý. Theo y học cổ truyền, vừng đen có vị ngọt tính bình, có tác dụng dưỡng huyết nhuận táo, bổ ngũ tạng, hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, thêm thông minh, dùng ngoài đắp trị sưng tấy, vết bỏng và làm cao rắn nhọt. Ngoài ra, hạt vừng và dầu hạt vừng được dùng để chữa táo bón, tăng cường dinh dưỡng. Nó còn là nguồn tuyệt vời chứa nhiều chất như đồng sắt, canxi, magie, sắt, phốt pho, kẽm và chất xơ. Trong mè có hai hợp chất, sesamin và sesamolin, có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của mè đen. Ngăn chặn tiểu đường Menesium Và các chất dinh dưỡng khác có trong mè, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, cải thiện đường huyết. Mè giúp điều hòa, nồng độ insulin trong cơ thể và đẩy lùi các triệu chứng bệnh tiểu đường. Giảm huyết áp theo một nghiên cứu, mè làm giảm huyết áp ở bệnh nhân tiểu đường nhờ hàm lượng magie cao. Nó cũng giúp giảm căng thẳng cho tim, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Giảm cholesterol, các phytosterol có trong mè làm giảm cholesterol, điều hòa nồng độ gluco và insulin trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao trong mè hỗ trợ tiêu hóa ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa, tăng sức khỏe tim các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm của mè ngăn ngừa sơ vữa động mạch, tăng cường sức khỏe tim mạch, chống lại các cơn đau tim và đột quỵ, ngăn ngừa nếp nhăn. Mè giúp bảo vệ da khỏi tia UV từ ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và sắc tố, ngăn ngừa loãng xương, canxi kẽm và phốt pho có trong mè làm tăng mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Mè cũng củng cố, hỗ trợ giúp xương màu lành bổ sung nhiều chất sắt. Mè rất giàu chất sắt, giúp tăng lượng máu và rất được khuyến khích cho những người bị thiếu máu, tốt cho hô hấp. Magnesium trong hạt mè ngăn ngừa các rối loạn hô hấp và giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, chống ung thư. Mè chứa các hợp chất chống ung thư như axit phytic, magie và phytosterol. Một số bài thuốc chữa bệnh từ mè đen giữ cho da đẹp và tóc lầu bạc vừng đen 500g đem phơi khô sau chín tán ra bột cho vào lọ sạch dùng dần khi ăn cho 1 đến 2 thìa bột vừng vào bát cho thêm đường tùy theo khẩu vị nếu có đường phèn càng tốt đổ nước sôi vào quấy đều thành chè chè vừng đen thích ăn lúc nào thì làm lúc ấy ăn liên tục nhiều ngày có tác dụng rất tốt cho da tóc người trẻ lâu giữ được vẻ đẹp lại chữa khỏi ho khan và táo bón chữa đầy trướng bụng người bệnh có cảm giác ậm ạch sau mỗi lần ăn vào lại đầy bụng, trướng hơi, bí bích, không tiêu. Lấy vừng đen dã nhỏ nấu cháo và cho vào một vỏ quyết khô. Khi ăn, nên một ít muối, vừa miệng, ăn vài lần sẽ khỏi. Chữa sản phụ thiếu sữa, bài 1 lấy 30g vừng đen dã nhỏ cùng với gạo tẻ chừng 50-60g, cho vào nước nấu như thành cháo mà ăn. Món cháo này vừa có tác dụng lợi sữa, vừa nhuận tràng, thích hợp với phụ nữ sau khi sinh bị táo bón và không đủ sữa cho con bú. Bài 2, vừng 30g giã nhỏ, tầm răng khô 10g nghiền vụn, có thể theo tỷ lệ này làm nhiều, bảo quản tốt, để dùng dần. Cả hai thứ đem trộn với đường đỏ, vị vừa ăn, đổ nước sôi vào, đậy nắp kín, sau 10 phút thì uống, mỗi ngày uống một lần lúc đói, chỉ uống 2 ngày là sữa bắt đầu ra uống sau 4 ngày thì sữa ra đều và đủ cho con bú Chữa viêm mũi mãn tính Lấy một ít dầu vừng đen đun sôi giữ nhỏ lửa cho sôi nhẹ 15 phút Khi nguội đổ dầu vào lọ sạch và nút kín dùng dần ngày nhỏ mỗi 3 lần Ngày nhỏ mũi 3 lần mới đầu chỉ nhỏ 2 đến 3 giọt Khi đã quen thì tăng lên 4 đến 5 giọt Sau khi nhỏ thuốc không cử động mạnh 2 đến 3 phút cho dầu lan ra ngấm kỹ vào niêm mặc mũi Dùng sau 2 tuần sẽ khỏi bệnh, chữa chân tay đau buốt hơi thũng. Đây là chứng do thấp nhiệt thâm nhiễm làm chân tay đau buốt và hơi thũng. Cách chữa lấy 40g hạt vừng đen rang có mùi thơm tán bột, đổ vào 40g rượu, ngâm trong một đêm, Chưa đều uống nhiều lần, bệnh sẽ giảm dần và khỏi. Chữa táo bón, bài 1 vừng đen 200g, hạt thủ ô đỏ kỳ tử long nhãn, tăng thầm, quả dâu bá tử nhân, hạt sắc bá, mỗi vị 100g, mật ong vừa đủ tán bột làm viên, mỗi ngày uống từ 10 đến 20 viên, có thể dùng ở dạng thuốc sắc liều thích hợp. Bài 2 vừng đen đại táo xuyên khung đương quy bá tử nhân mỗi vị 8g, thục địa bạch thược mỗi vị 12g, tất cả cho vào ấm sắc uống ngày một thang.